Đức Giêsu chữa người mù tại Jericho. Luca chương 18 từ câu 35 đến câu 43. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ bảo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại, chuyển dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ hai sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên. Tin mừng hôm nay Thánh Luca cho chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người mù ăn xin bên vệ đường. Chúng ta tưởng tượng khung cảnh ở bên ngoài thành Jericho khi có một đám đông theo Đức Giêsu và có một anh mù ăn xin bên vệ đường lớn tiếng kêu cứu Đức Giêsu: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Người mù ấy có lẽ đã làm phiền đám đông và họ tìm cách để ngăn cản anh ta kêu cứu Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu đã nghe lời cầu xin của anh ta và bảo đưa anh ta đến với Ngài. Đám đông có lẽ thinh lặng đứng chờ xem Đức Giêsu sẽ nói gì hay làm gì với người mù ấy. Sự kiên trì cũng như lời tuyên xưng lòng tin nơi lời cầu xin của anh mù đã giúp cho anh được thỏa mãn. Anh ta đã được xem thấy, và như câu chuyện cho chúng ta thấy, anh ta chỉ mù về mặt thể lý, nhưng về con mắt đức tin thì anh ta đã nhìn thấy. Sau khi anh ta được chữa lành nhờ việc anh ta tuyên xưng lòng tin của mình, thì chúng ta thấy đám đông đã ca tụng Thiên Chúa. Chính nhờ lòng tin mà anh mù ăn xin đã được chữa lành, và cũng chính nhờ lời tuyên xưng lòng tin công khai của anh đã làm cho đám đông nhận biết Thiên Chúa và ca tụng Thiên Chúa. Lòng tin là một quà tặng đến từ Thiên Chúa, và nó có thể là con đường dẫn người khác gặp gỡ chính Đức Kitô hiện diện nơi chúng ta. Giống như anh mù ăn xin đã là một công cụ nhờ đó đám đông đã nhận ra Thiên Chúa, thì chúng ta hôm nay cũng được mời gọi trở nên những chứng nhân của lòng tin vào Đức Giêsu nơi môi trường sống của chúng ta. Thiên Chúa hoạt động nơi chúng ta và qua chúng ta để đến với anh chị em chúng ta. Chính Thánh Thần của Thiên Chúa đã nói qua miệng các ngôn sứ, thì ngày hôm nay chính Ngài cũng nói qua chúng ta để chúng ta có thể đem anh chị em của mình đến với Đức Kitô qua việc chúng ta diễn tả lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Một điều chắc chắn rằng nếu người mù ăn xin chỉ ngồi im lặng bên vệ đường thì sẽ không có điều gì xảy ra với anh ta. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay biết hành động và tuyên xưng lòng tin của chúng ta bằng đời sống của chúng ta, để qua đó anh chị em chúng ta cũng gặp gỡ được Thiên Chúa và ca tụng Thiên Chúa. Amen.